tới 5 cặp là một cặp anh em, một cặp đậm, một cặp đứa nhỏ, một cặp 11 và một cặp đồng hành. Thì trong vòng từ 0 đến 20, 30 giây thì anh sẽ được trúng một cái áo thun. Còn từ 30 đến 40 giây anh sẽ được một cái nón. Nếu mà ngoài 40 giây thì không được ha. Thì quy tắc chơi là khi em để lên đây, em để như vậy, đến khi mà em úp lại thì anh đã có nhiệm vụ là anh xuất hết rồi, bây giờ là nếu lần này nó sai thì anh làm úp lại. Hoặc là anh úp một tấm như này, còn một tấm như này anh để lên và anh lật tiếp vào khác ha. Hiểu không? Để giờ em úp lại. Em thì phạm thử trước ha. Đây, em úp như thế này. Rồi, bây giờ đó là cái anh lật xem như này như vậy. Anh sai đúng không? Ok, anh lật úp một tờ lại em. Rồi anh tiếp theo là anh lật một tờ khác. Cứ thứ lật sai thì anh lật đây vậy. Đến khi đúng nha. Ok. Rồi, okay. Ha. Được không nha, biết trò chơi không đó nha. Có trò chơi thử không? Tự động nhớ nha. Tính nghe nha. Giờ phải tay nha. Đi thôi nha. Thôi. Nó khó lật á, lật. Chưa. Rồi này chưa biết chơi, thôi chơi thử đi. Chưa biết chơi rồi đó. Nhanh lên. Nhanh lên. Đặt lại, úp lại. Thôi lật một tờ rồi, tiếp đi. Đó, đúng rồi, nhanh lên. 12 giây rồi, 21 giây rồi. Rồi, được rồi, không sao. Được thôi. Dạ được mà, chắc còn đó, rồi, đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ok. 40 giây rồi, được đó. Anh em chỗ nào? Anh em chỗ nào? Đúng rồi, hai cái anh em. Rồi, hay quá. Được cái. Mấy giây đây? 37 giây. Anh trúng thưởng được một cái nón. Tiền về có mãi cuộc sống. Được không? Cái nón có được chứ. Đợi lên chụp luôn cái đi. Không được mà. Rồi. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá.